các bạn đã đến với video reaction của mình. Mình là thầy Phong Hai nữa. Và hôm nay mình sẽ reaction một ca sĩ rất là hay, đó là ca sĩ Bùi Anh Tuấn với ca khúc Lặng Yên. Bài này mình nợ. Không thuộc lời các bạn ơi, sao mà thuộc lời nói. Trời ơi, quá trời bài luôn. Bài thiệt luôn, ca sĩ mấy bạn ca sĩ chuyên nghiệp á, bài mình các bạn còn chưa chắc thuộc nữa mà làm sao mà các bạn ha. Giống như mình bài nào cũng thuộc. Đúng không? Nên mình sẽ reaction ha, mình bắt đầu mình sẽ chia sẻ thanh nhạc và sẵn tiện cho các bạn vui chơi giải trí luôn. Ok, và sau đây là ca khúc Lặng Yên của Bùi Anh Tuấn hát live. Xin mời quý vị cùng với một số nam nghệ sĩ chơi ra hát Lặng Yên ạ. Bùi Anh Tuấn vẫn vừa nói xin. Vô luôn. Bài này tính tông nữ luôn nha, tông quái phương luôn là sâu anh thứ. Tàu, cho nhỏ xíu nha, tàu quá. Ai à, vừa nghe. Tông quái phương luôn. Bài này mình thuộc sơ sơ giai điệu à, cũng là nơi xa xôi bao quanh là núi đôi. Thank you.
ơi, vẫn đang bị đuối. Cao, cao mà liên tục. Đúng rồi. Nói chung là bài này rất là hay. Bài này sáng tác của ai? Ai sáng tác? Mình chưa thấy người sáng tác. Nhưng mà bài rất là hay nha các bạn. Mấy bạn kêu mình nghe, mình nghe mình cảm thấy rất là thích. Nhưng mà thuộc lời nổi nên mình thôi mình reaction luôn. Ok, bùi giọng bùi anh Tuấn thì nó có cái hay. Đó là bùi giọng bùi anh Tuấn cái lực hát rất là tốt nè. Thứ hai là các khoảng vang và các vị trí âm thanh cực kỳ tốt luôn. Đó là cái điểm tốt của Bùi Anh Tuấn đó. Và cái điểm chưa tốt là Bùi Anh Tuấn chưa có thuần thục trong việc điều khiển. Nói chung là không có gì mà hoàn hảo cả, nó vẫn còn có cái điểm là chưa tốt. Rồi đó thì tốt là điểm tốt là giọng cực kỳ lực luôn, và thứ hai là khoảng vang rất là tốt. Năm nay là giọng hát thôi nha, âm thanh thôi chứ phải chưa gọi là giọng nữa, mà bắt đầu vô cái giọng hát của Bùi Anh Tuấn thì trời ơi, rất là xử lý bài hát, rất là ballad, rất là tình cảm. Hai cái cách xử lý mà mình thường thấy rõ nhất của Bùi Anh Tuấn đó là hát giọng gió. Giọng gió ở một nơi xa xôi, bao quanh là núi đôi, chuyện tình yêu vẫn cứ cũ như thế, sinh ra là có đôi. Giọng gió. Và cái thứ hai là Bùi Anh Tuấn sử dụng hát chết mít. Nói chung là chết thôi. Nói chung là cũng không phải chết mít mà là hát căng á, hát giọng thật. Vậy đi, nói chết mít cũng khó phân biệt được lắm. Mình có thể gọi là giọng thật, một cái là giọng gió, còn một cái là giọng thật. Mà giọng thật của Bùi Anh Tuấn rất là cao, cao hơn những người bình thường. Nếu như mà giọng Bùi Anh Tuấn mà bình thường giống như những người bình thường thì Bùi Anh Tuấn không có đạt giải quán quân, ấy là không phải quán quân mà là giải nhì ba gì đó, The Voice. Không có dễ dàng được vô top như vậy đâu. Nên những người mà lọt vô top đó là những người khác thường, giọng rất là khác thường. Mà bản năng của Bùi Anh Tuấn rất là khác thường rồi, nên rất là hay, không còn gì để bàn nữa nha. Ok, vô nè, giờ mình sẽ cho bạn thấy là bằng chỗ nào giọng gió, chỗ nào giọng thật nha. Mình phân biệt ha. Còn nếu mà ví dụ như bạn sử dụng giọng thật mà hát không được như Bùi Anh Tuấn á, thì bắt buộc các bạn phải sử dụng giọng giả. Giọng giả là giọng gì? Là giọng không thật. Là cái giọng mà mình phải đi tập đấy. Không phải là cái giọng thật của mình. Ví dụ như không, mình hát nốt đó không tới, mình phải áp dụng một cái kỹ thuật để mình có thể hát tới cái nốt đó giống như Bùi Anh Tuấn, thì nó gọi là giọng giả. Nhớ nha. Đó, đơn giản thôi. Với mình thì có ba loại kỹ thuật thôi: giọng gió, giọng thật và giọng giả. Còn Bùi Anh Tuấn sử dụng giọng thật. Còn nếu mà các bạn mà muốn hát được cái nốt cao như Bùi Anh Tuấn với cái giọng thật của mình, mà bản năng cái giọng thật của mình nó không có thể hát được cao như vậy, thì phải học thanh nhạc để học cái giọng giả để mình có thể hát cao được như Bùi Anh Tuấn. Ok, chốt vấn đề lại rồi, vô nghe từ đầu. Vậy đi chứ, mid voice mid này nhiều quá mình cũng không biết phân biệt làm sao đó. Chính bản thân của mình cũng còn không thể nào phân biệt được. Khi mà mình bắt tay vô mình nghiên cứu rồi mình thấy chỗ sao nó quá trời thứ vậy. Mà thật sự bây giờ cuộc sống bây giờ nó nên đơn giản lại ha. Mà học hát nó cũng nên đơn giản lại. Nhiều quá loạn não luôn. Hát hay là được rồi. Chỗ nào hát giọng giả, chỗ nào hát giọng thật và chỗ nào hát giọng gió. Ok, mình sẽ phân biệt cho các bạn. Đoạn đầu tiên Bùi Anh Tuấn hát giọng gì? Các bạn ơi, cùng nhau nghiên cứu nha. Đây, khi này Bùi Anh Tuấn hát cực kỳ nhẹ luôn nha bạn. Ở một nơi xa xôi, bao quanh là núi đồi, chuyện tình yêu vẫn cứ cũ như thế, sinh ra là có.
này bác Bùi Anh Tuấn hát một cái chút giọng gió, một cái chút giọng thật, nó là kỹ thuật kết hợp, nó là một cái cách mà hát nhẹ giọng lại, đừng có hát giọng thật gào 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 như thế này mà nói gì, mà là ở một nơi xa, thử nha, nghe lại nè. Ở một nơi xa xôi, xung quanh là núi đồi, chuyện tình yêu vẫn cứ cũ như thế, sinh ra là cô đôi. Đó, hay lắm, nghe tình cảm. Hay hay dở là quan trọng là hát có tình cảm hay không. Mà mình hiểu được, à khúc này hát cực kỳ nhẹ nha, giọng nhẹ, ờ giọng nhẹ. Hát nhẹ thôi, đừng có hát mạnh. Từ trọng sinh ra, không may đi quá chung. Vài mảnh đời sinh ra không cho nhau, đặt thành niềm yêu. Cũng như vậy luôn, hát nhẹ thôi. Đời là mình tập test demo này, các bạn có thể tập luyện luôn nha. Đời tròn sinh ra thôi, không may bị cuốn trôi. Vài mảnh đời sinh ra không cho nhau, đặt cạnh nhau biết đâu, nhẹ nhàng thôi nhé. Đó, mình tập hát nhẹ như vậy đi, rồi tự động giọng mình nó sẽ hay hơn, nó giống Bùi Anh Tuấn hơn. Ok nha. Mình tập hát nhẹ đi, đừng có tập hát mạnh. Con người nó có cái sức giới hạn của nó thôi. Bạn làm quá nó banh cái cổ họng, tội nghiệp nó. Ok. Tiếp luôn. Yo. Đi học hay là bản năng có sẵn phân bố lực đảo quá. Cái này là năng khả năng phân bố lực hát đó bạn. Khả năng phân bố lực hát. Nè, Bùi Anh Tuấn sử dụng lực hát và âm thanh chỉ khoảng dao động từ khoảng 30 tới 50 tới 60% thôi. Bùi Anh Tuấn không dùng hết. Từ 30 cho dao động từ 30 cho tới 60% cái lực và cái âm thanh mình phát ra. Ví dụ như mình đang nói ở đây là tầm khoảng là 60-70% nè. Như vậy thì nó chết. Mình sẽ nói lại là ví dụ như ở đây mình sẽ sử dụng là từ 30-60% thôi. Cái lực hát nó mình nhẹ nhàng lại như vậy cho. Rồi mình thử nha. Ok. Ở vô nè. Rồi. Đây. Và giọt nước, và giọt nước mắt. Ok. Vô nè. Hồi nãy là cái nốt này cao nha. Xì dán đấy, phải giỡn đâu. nên phân bố lực cực kỳ hay luôn. Và giọt nước mắt cứ thế tự nhiên lăn trên hàng mi giống như đời. Ngày qua mới biết mất thôi mà sao vơi trôi. Ngọt ngào đang chia phôi. Lòng ngừng như nhói. Lòng ngừng còn nhói. Lòng ngừng còn nhói ta chết ngồi ngày đã sang vội. Phải trôi tiếp như đời, chưa treo như đời, hiển nhiên như đời. Đấy, thứ nhất á, là các bạn phải nhấc được cái âm thanh lên trên phần này, trên phần gò má của mình, phần khoảng cao á, để mình hát những cái nốt cao. Cái này cao mà chưa bị cao đâu. Và cái thứ hai là muốn hát nhẹ đó thì phải nhấc được cái đó. Và cái thứ hai là hát nhẹ lại, cho âm thanh nó nhỏ lại thôi, để mình bớt gồng lại. Mình bớt gồng lại thì lúc đó mình đủ sức mình hát và âm thanh nghe nó tình cảm hơn. Nhẹ là sử dụng 30 tới cái kỹ thuật này là kỹ thuật mà pha trộn nè. Mix đấy. Pha trộn giữa âm giọng gió và giọng thật đấy. Cái kỹ thuật Bùi Anh Tuấn là làm là hát nhẹ lại. Hát nhẹ lại là giọng thật nhẹ lại bằng cách pha trộn vào đó. Mix đấy. Nhưng mà để như vậy khó hiểu các bạn á, hát nhẹ lại và nhấc vị trí âm thanh lên, nói gì dễ hiểu, nhấc lên âm thanh lên đây nè. Ok, mình hát lại cho các bạn nghe thử. Và giọt nhấc âm thanh lên đây, và giọt nước mắt
đó lên này. Và giọt nước mắt cứ thế tự nhiên lăn trên hàng mi giống như đời. Ngày qua mới biết mơ thôi mà sao vội trôi ngọt ngào đến che phôi. Lọc ngực còn nhớ nhớt chớ thôi ngày đã sang phai. Vội trôi tiếp như đời chớ treo như đời hình ý như đời. Đó, âm thanh thấy không? Mình hát nhẹ nhàng đúng tông bộ anh Tuấn luôn, không sai lúc nào nha các bạn. Mình không có chơi ăn gian hạ tông nha. Mình là hai nốt mà chuyên trị hai nốt mà mình đi hạ tông là nhục lắm. Ok, nghe tiếp luôn các bạn ơi ha. À, câu tiếp theo nè, câu tiếp theo cũng hay, bài này ý nghĩa lắm. Điều gì gắn kết ha? Điều gì gắn kết khi những hận gắn kết. Đó, vô âm thanh là nhất thoải mái luôn. Điều hát nhẹ lại thôi nha các bạn. Điều gì gắn kết khi những hận hoang đông ngày cạnh bên những bề bằng ràng buộc không đáng yêu thương dở dàng. Người trong cuộc ngày thêm hoang mang làm bàn tròn khoáng mênh mang ngày thả sáng đêm càng mình buông nhau khẽ khàng để cuốn theo gió ngàn mình giữa những đám ngàn. Kỹ thuật đó vô hát hú hú cao quéo quéo quéo. Ok rồi, tiếp tục mình nghe tiếp của anh Tuấn nha, mình bắt chước theo nó, mình sẽ chỉ ra những cái điểm hay đó các bạn có thể bắt chước theo. Mình á là giọng thật của mình mà kéo lên như vậy là không được, thề luôn. Ngày xưa là nốt la là banh rồi, bây giờ nốt này nốt là thăng là bà là bể rồi giọng mình á. Nên bắt đầu mình phải áp dụng kỹ thuật vào, mình phải dùng giọng giả. À, đối với mình là mình phải chơi giọng giả. Nhưng mà đối với Bùi Anh Tuấn là có thể là không phải là giọng giả nha, tại vì cái quản giọng khác nhau. Bùi Anh Tuấn là thuộc dạng là tenor siêu cao rồi. Và bạn là ai? Bạn cần giọng thật hay giọng giả, cái đó tùy theo mỗi người nha các bạn. Mình không biết, các bạn có thể comment bên dưới và cho mình biết là giọng bạn xài giọng thật hay giọng giả. Xài nào cũng được, quan trọng là hát đúng cao độ, không có phô nè. Cái hai là hát hay nè. Ok, là hát đừng có quá gồng, hát gào gống lên rồi nghe giống như là đang... Ok, hát tiếp. Rồi, nghe tiếp đằng sau luôn mọi người ơi. Xử lý khúc này khác, lực đẩy lên rồi. Vui vui coi rất là dễ thương. Hát hết mình đó các bạn, hát có bao nhiêu năng lượng là bấm hết. Cái phần 2 này nè đó, cái phần 2 là bắt đầu Bùi Anh Tuấn sử dụng lực nhiều hơn. Bùi Anh Tuấn sử dụng từ nó sẽ đẩy cái lực lên tầm 40 tới 70%. Nếu đúng á
mà Bùi Tuấn đang sử dụng tới 80% cái lực rồi đó các bạn. Đó, sắp bị full rồi đó, sắp bị bể, bóp bóp. Bùi Tuấn sử dụng từ 40-50 cho tới 80% cái lực của mình rồi, bắt đầu cảm giác bị đuối rồi đó. Nó có những cái đoạn mà mình cảm thấy là nó chênh, những cái nốt nó bị chênh. Đấy là cách dùng lực quan trọng lắm. Tại bài này rất là khó, cái nốt cao, nó cao quá, giờ cao mà hát có nổi đâu. Mình hát không nổi, mình không dùng kỹ thuật đố mình hát nổi luôn. Cái đó tùy chất giọng thôi, có nhiều bạn không cùng kỹ thuật vẫn hát nổi thôi, đúng không? Mình đâu có nói thì mình đâu có vô đũa có đám được. Ok, dùng lực nha. Nè, đẩy cái lực. Ở một nơi xa xôi, bao quanh là núi đồi, chuyện tình yêu vẫn cứ cũ như thế, sinh ra là cô đôi, đời tròn sinh ra thôi. Đúng rồi. Không ai bị cuốn trôi, vài mảnh đời sinh ra không cho nhau đặt cạnh nên biết đâu. Đó, dùng lực nó bắt đầu có cảm giác là mình dùng hơi bị lớn rồi đó. Tại vì cái sức của mình nó bẩm sinh nó không có nhiều lực, nhưng mà cũng phải tập mới được ha. Rồi, giờ là tiếp tục là sử dụng bây giờ từ dao động từ 50 tới 80% nè. Bắt đầu dùng lực để đẩy cảm xúc nó căng lên. Và giọt nước mắt cao ha, và giọt nước mắt yo, và giọt nước mắt cứ thế tự nhiên lăn trên hàng mi giống như đời ngày qua mới biết mơ thôi mà sao vội trôi ngọt ngào lên che phôi lòng ngực con nhói cao ha, lòng ngực con nhói chưa thôi ngày đã sang vội phải trôi tiếp như đời chưa treo như đời hiển nhiên như đời điều gì gắn kết khi những hân hoan năm ngày cạnh bên những bé bàng ràng buộc không đáng yêu thương dở dang người trong cuộc ngày đêm hoang mang làm bàn tròn quang mênh mông ngày sáng đen cằn mình buông nhau khẽ khàng để cuốn theo gió tình khẽ trôi nhẹ nhàng bay nhẹ nhàng. Riêng Bùi Anh Tuấn dùng lực cái đó được nha, còn riêng cá nhân của mình mà dùng lực như vậy nghe thật chói lắm, tại vì cái giọng của mình nó kỳ lắm, nên mình cá nhân của mình thôi, khi mà mình tập á, thì mình sử dụng 50-60% cái lực thôi, cao lắm là mình đẩy lên 70, đó là cái giọng cá nhân của mình. Còn Bùi Anh Tuấn đẩy lên 80 được, đó là chất giọng bẩm sinh của bạn đó. Mình không có nên so sánh là mình với bạn đó là quá khỏe rồi, đúng không? Mình thì không có khỏe bằng đâu. Ok, đó thì các bạn dùng lực tầm khoảng 50-60-80% tùy theo giọng thôi, nhưng mà đừng có dùng quá, vượt quá nó sẽ bị bể nha. Nè, ví dụ mình dùng 50% nè. Và do nước mắt cứ thế tự nhiên lăn trên hàng mi giống như đời ngày qua mới biết mơ thôi mà sao vội trôi ngọt ngào đến chia phôi lòng ngần còn nhói nữa thôi ngày sáng đã sang vội vàng tiếp như đời chưa treo như đời hiển nhiên như đời điều gì gắn kết hơn những hân hoan năm nay cạnh bên những bè bàng ràng buộc không đáng lần giữa những đêm vàng tình khẽ cho nhẹ nhàng đó. 50%, 55% là 60% là mình cảm thấy nó đẹp nhất đối với cái quãng giọng của mình này. Tùy theo. Ok, tiếp theo luôn nha, khúc này là Bùi Anh Tuấn xử lý giọng gió nè, tình cảm nè. Sự phối hợp, có sự hòa trộn giọng thật vào đó, bắt đầu hòa trộn giọng thật được nhiều hơn rồi. Ý như đời rồi 70-80 gắn kết khi những hân hoan nằm ngay cạnh bên những bè bạn ơi
những đơn vàng khẽ bay đi đó. Ok khẽ bay. Bài này rất là hay nha các bạn. Đó thì cái kỹ thuật mình đã chỉ cho các bạn đó. Hát nhẹ, hát mạnh, giọng gió hồi nãy cũng hát nhẹ luôn nha. Cái câu mà điều gì nhẹ nhẹ lại, điều gì gắng, điều đâu rồi? Vài giọt nước mắt cứ thế tự nhiên lắm trên hàng mi giống như đời. Ngày qua mới biến mơ thôi mà sao. Sao một trời ngọt ngào đến chia phôi lòng ngừng con nhói đau khi đã đang na 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 cho chiếc nhiều đời hiền như nhớ đời. Điều gì gắn kết khi những hoàn hoang đang trên màng đi giống như nàng thời qua mới đó đòi sung lên. Đó, ok nha các bạn, cố gắng tập luyện thành công. Chúc các bạn sẽ thành công với ca khúc Lặng Yên. Đúng rồi. Đúng rồi, Lặng Yên. Được trình bày của Bùi Anh Tuấn, nhưng mà hát tông của Ái Phương, tông nữ. Tông son thứ. Rồi, bye bye, xin chào, hẹn gặp lại với những video reaction tiếp theo. Bye bye các bạn, nếu có comment gì, ca khúc gì hay ho, hãy cứ comment bên dưới và mình sẽ từ từ giải đáp. Bye bye. Cảm ơn mọi người đã xem video. Nhớ đăng ký và like kênh của mình nhé.